Mạn trá thuyền tổn hại nghiêm trọng, cần phải lập tức bắt đầu tu bổ nếu như không có chìm vào trong mạo hiểm, bởi vì lúc đó nó căn bản không có mở ra vòng hộ cháo. Bị mẫu hạm khổng lồ như thế thể tích lực trực tiếp đụng chúng, đây không chính là hải thần quân đoàn thay đổi ra mặt khác các quân đoàn khác, chỉ sợ tàu chiến đấu liền trực tiếp muốn chầm xuống. Không chỉ là Trần Tâm kia sắc mặt khó coi, các chiến bộ chỉ huy các quan quân lúc này cũng nguyên một đám từ trong ngã trái ngã phải khôi phục lại về sau, sắc mặt càng khó thấy đường cực hạn. Làm sao có thể? Tinh La Đế Quốc tại sao có thể có như vậy vũ khí cường đại? Loại này cường độ công kích đã đến tiếp cận có thể dành cho mẫu hạm đả kích trầm trọng trình độ. Nhìn qua tổn thất không lớn, thế nhưng mà vũ khí như vậy đối phương còn có hay không? Tiếng lồ vang dường như ở bên trên mặt biển quanh quẩn, song phương đều ở bên trên một loại yên tĩnh ngắn ngủi bên trong. Tinh La Đế Quốc phương diện không có bất kỳ tỏ ra thái độ, liên bang hạm đội cũng đình chỉ về phía trước. Thông qua dò xét trang bị có thể chứng kiến, tại đường ven biển bên trên, nguyên một đám pháo đài cái sáng chậm rãi bay lên trên. Một ma định cho hồn bạo đạn pháo đã tiến vào trong chuẩn bị bắn trạng thái. Tình huống của liên bang hạm đội bên này cũng giống như vậy. Mà Tinh La Đế Quốc phương diện chuẩn bị bắn ra định cho hồn bạo đạn pháo nhìn qua hình thể to lớn vô cùng, hơn nữa đều là màu đỏ sẫm, tại dò xét hạ hết sức rõ ràng, liên tưởng đến lúc trước giữa không trung lộ tung ánh sáng màu đỏ, sao có thể không để lại cho liên bang hạm đội chịu kiêng kỵ cơ chứ? Hiện tại vấn đề lớn nhất chính là liên bang hạm đội phương diện cũng không biết lúc trước loại trình độ đó định cho hồn bạo đạn pháo Tinh La Đế Quốc rốt cuộc có bao nhiêu thiếu. Lớn như là liên tục hai mai, chỉ sợ mẫu hạm cũng là muốn bị phá hủy đi, mà tổn thất như vậy tuyệt đối là liên bang phương diện không chịu nổi. Liên bang phương diện yêu thế lớn nhất chính là ba chiếc mẫu hạm. Một khi ba chiếc mẫu hạm bị hủy, tại viễn trình phía dưới tình huống, bọn hắn liền không có bất kỳ ưu thế nào có thể nói. Đương nhiên thì ba chiếc mẫu hạm nếu như bật hết sang hỏa lực mà nói, lực lượng phá hoại cũng có thể giống như vậy đem bên bờ bên này hết thể phá hủy. Thế nhưng mà tại loại công kích này dưới khoảng cách, bất kỳ bên nào đều không thể nào làm cho đối phương nhận được công kích của chính mình đồng thời không phản kích. Lúc trước ma định trang hồn bạo đạn pháo kia là tới quá đột nhiên, hơn nữa là tại liên bang hạm đội dự phán phạm vi công kích bên ngoài bắn ra, cho nên mới không có ngày đầu tiên phản kích. Nhưng bây giờ không giống như vậy, ai nếu như trước mặt phát động công kích như vậy rất có thể chính là một cuộc lẫn nhau hủy diệt chiến tranh rồi. To lớn dấu chấm hỏi bày đặt tại trước mặt của Trần Tâm Kiệt. Làm sao bây giờ? Từ công kích rồi vừa khoảng cách đến xem, liên bang hạm đội đã không có bất kỳ công kích khoảng cách phương diện yếu thế. Một khi toàn diện bộc phát, coi như là có thể thắng, chỉ sợ ba hạm đội này cũng sẽ tổn thất nặng nề. Đường môn, từ răng của Trần Tâm Kiệt ở trong khe cắn răng này nghiến lợi nó ra hai chữ. Không thể nghi ngờ, Tinh La Đế Quốc là không thể nào có được loại trình độ này vũ khí công kích đấy. Như vậy đáp án chỉ có một rồi. Phương diện này ngoại trừ bên ngoài đường môn, hắn nghĩ không ra có ai có thể tại trong liên bang bên ngoài nghiên cứu ra được. Loại trình độ này định trong hồn bạo đạn pháo là chân chính có thể uy hiếp đường mẫu hạm tồn tại. Đường môn môn chủ Đường Vũ Lân tự mình tiến về phía trước Tinh La Đế Quốc, đấu linh đế quốc chỉ sợ sẽ là vì tiến đưa vũ khí đi. Đường môn vệ má tổn hạ liên bang lợi ích ra đi dư địch, đây quả thật là thùng địch bán nước tội lớn. Có thể vô luận nó như thế nào, hiện đang uy hiếp đang ở trước mặt, như thế nào mặt đối với kế tiếp chiến tranh sẽ là cái vấn đề lớn. Lui về phía sau 100 hải lý, tuy rằng ở trong nội tâm tràn ngập phẫn nộ, nhưng với tư cách tam quân tổng chỉ huy, tại chỉ huy quân sự phương diện, Trần Tâm Kiệt hay vẫn là vô cùng tỉnh táo. Hiện ở loại tình huống này, liền đã không phải là một người hắn có thể quyết định, phải muốn liên lạc với liên bang phương diện, mở liên bang làm quyết đoán, bởi vì một khi song phương toàn diện va chạm lời nói, rất có thể là cục diện lưỡng bại câu thương. Đây đối với liên bang lợi ích mà nói, không có bất kỳ một chút chỗ tốt. Lui về sau, bọn hắn lui về sau, ha ha ha, liên bang sợ rồi kìa. Cùng với liên bang quân hạm đội ủ ruột sang so sánh với, lúc này Tinh La Đế Quốc ở trong bộ chỉ huy nhiều trước là một mảnh vui mừng. Một mai định trang hồn bạo đạn pháo, bước lui cả liên bang hạm đội, bọn họ sơ bộ mục tiêu rốt cuộc là xem như hoàn thành. Đớ Thiên Linh không tiếp tục hoàn hồ, ánh mắt của hắn lúc này âm thầm tình bất định lóe ra, giờ này khắc này trong lòng của hắn đã là tràn ngập hối hận. Từ mẫu chi hồn dùng nó uy lực cường đại chính thức cho thấy đường môn khoa học kỹ thuật lực lượng cường đại. Nói không khoa trương, đường môn ít hồn đạo khoa kỹ này, lớn như tất cả đều cung cấp cho Tinh La Đế Quốc mà nói, chỉ sợ không lâu nữa,
Tinh La Đế Quân có thể đuổi kịp liên bang rồi. Hai phiến đại lục cách xa nhau xa xôi, chỉ có thể thông qua hạm đội đến tiến hành chiến tranh. Chỉ cần khoa học kỹ thuật phương diện không phải là kém quá nhiều, Tinh La Đế Quân căn bản không cần sợ hãi cái gì nữa. Hơn nữa là đã có đường môn khoa học kỹ thuật, tài nguyên phương diện Tinh La Đế Quốc lại vượt xa liên bang dưới tình huống, có thể ít đi rất nhiều đường quanh co. Tương lai đối với ngoài vũ trụ tìm kiếm nhất định có thể vượt xa liên bang. Đới Thiên Linh hối hận tại với vừa rồi chính mình đối với đường môn thái độ cũng còn chưa đủ, hay vẫn là quá tự tin. Chân chính thấy hồn đạo vũ khí của đường môn về sau, hắn mới hiểu được Tinh La Đế Quốc về phương diện này muốn rút lại phía sau bao nhiêu. Vô luận như thế nào, tương lai cũng phải nghĩ biện pháp đem đường môn cột lên trên Tinh La chiến thuyền. Vì thế còn như trả giá nhiều hơn nữa đều đáng giá. Đây là Tinh La quật khởi lớn nhất cơ hội. Ngay tới đây, Đới Thiên Linh trong đấu không tự chủ được liền lố liền với Đường Vũ Lân tuấn mỹ dung nhan, nhưng trong lòng không khỏi quá quắp một chân. Thằng nhóc khốn nạn này chiếm được lữ nhi của chính mình tiện nghi như trước, cứ như vậy mà đường cháy, thực muốn lộng chết hắn đi. Thế nhưng mà hắn lại không phải không thừa nhận, không có Đường Vũ Lân đến, chỉ sợ hiện đang hoàn hồ cũng đúng là đối diện rồi. Huống chi thiên tượng kia cải biến mới vừa rồi là hắn càng thêm chú ý. Nếu đường môn liền phương diện này năng lực đều có, Tinh La đang lắm giữ lời nói, liên bang còn có gì đáng sợ. Đường Vũ Lân cũng không biết lúc này tâm tình của Đới Thiên Linh. Đường môn tàn ngẫu xa tàu ngấm đang thạo lấy ra tốc độ cao hướng ra đấu la đại lục phương hướng mà đi. Quyền kinh qua vài ngày nữa nghỉ ngơi và khôi phục về sau, Đường Vũ Lân đã khôi phục được điện phòng trạng thái, bao vi ở dưới mặt biển vận chuyển. Hiện tại Tinh La Đế Quốc phương diện tình huống bọn hắn cũng không rõ ràng cho lắm, nhưng mà bọn hắn có thể làm cũng làm được. Nếu như tại Tinh La Đế Quốc còn ngăn không được liên bang hạm đội mà nói, bọn hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Được rồi, quả nhiên không có việc gì rồi. Chẳng qua là người thần thế này, ta cũng dò xét không ra được cụ thể trạng thái. Ta chỉ có thể nói, thân thể của người cường độ đã vượt qua nhân loại phạm chủ, coi như là đạt tới cực hạn đấu la tầng thứ. Như ta lớn như không có dùng tiếp lực lượng cùng với gần bán thần cấp độ, cũng không cách nào cùng với thân thể của người cường độ so sánh. Mật báo về sau, được trở về Thánh Linh Đấu La mấy ngày nay vẫn luôn luôn quan sát thân thể của Đường Vũ Lân tình huống. Có quan hệ với chân kia sấm chết mưa báo tình huống nàng cũng biết. Về Đường Vũ Lân tại khổng lồ như vậy sấm sét bên trong vậy mà, lông tóc không bị tổn thương nàng cũng vô cùng ngạc nhiên. Đồng thời cũng rất nghĩ mà sợ, một ngày cho Đường Vũ Lân kiểm tra thân thể, chính sợ thêm thần của hắn lưu lại cái gì hậu di chứng. Sự tinh thực chứng minh, thân thể của Đường Vũ Lân xác thực là phi nhân loại tầng thứ, chẳng những không có bất kỳ hậu di chứng xuất hiện, quả thực là có thể dùng với long tinh hổ mãnh để hình dung. Trạng thái thân thể của hắn tương đối chuyện tốt, hơn nữa một ngày đều đang phát sinh ra tốt biến hóa. Thứ 9 hồn hoàn sau khi hoàn thành, hắn triệt để khóa nhập vào trong phong hào đấu la cấp độ. Những ngày này căn bản không cần tiếp tục tăng lên trên chính mình, chỉ cần ổn định lại cảnh giới như vậy là đủ rồi. Đường Vũ Lân về phương diện này cũng làm phi thường tốt, không nóng không vui. Hắn cho chính mình chế định ra mục tiêu rất đơn giản, trở lại đấu la đại lục lâu trước, triệt để ổn định lại cảnh giới, khống chế thân thể của chính mình liền đầy đủ. Cảm ơn mẫu thân, ta dùng cảm giác của chính mình chẳng có chuyện gì, tốt không thể nào tốt hơn rồi. Thân thể trạng thái thăng lên trên diện rộng, khiến cho Đường Vũ Lân cảm giác được của chính mình cũng rất tốt. Hắn thậm chí cảm giác được, còn như Kim Long Vương phong ấn bây giờ uy hiếp đều giảm bớt rất nhiều. Hắn hiện tại đã đột phá 12 đạo Kim Long Vương phong ấn, đằng sau còn có 6 đạo, nhất định là nhất đạo số 1 đạo hùng mạnh nhất. Nhưng mà hắn hiện tại có thể nắm chắc, ít nhất đệ 13 đạo phong ấn này đối với chính mình không có quá lớn uy hiếp. Thông qua cùng với cha ruột trao đổi, hắn biết rằng chính mình phải chỉ có thể là lại để cho phong ấn càng trễ một chút mở ra. Bằng không mà nói, coi như phụ thân lưu trên người của chính mình lực lượng cũng không có khả năng hoàn toàn khắc chế ra ở Kim Long Vương hủy diệt ý niệm. Đối thủ dù sao cũng là đỉnh cấp thần cách tầng thứ, trừ phi chính mình chính thức thành thần, nếu không thì không thể nào hoàn thành hấp thu Kim Long Vương lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Bởi như vậy, tuy rằng cường độ thân thể đã có tiến bộ nhảy vọt, nhưng Đường Vũ Lân một điểm cũng không tính muốn sớm mở ra phong ấn của chính mình. Hiện tại trọng yếu hơn chính là đem chính mình có năng lực chính hợp tốt. Lần này tiến về phía trước hai đại đế quân thu hoạch quá nhiều, hồi trình thời gian mấy tháng này, đúng lúc là hắn tích lũy cũng quá trình tiến hóa. Mà ở cùng với bạn bè trong mắt, Đường Vũ Lân cơ hồ là một ngày một cái biến hóa. Khí chất của hắn trong thêm ra vài phần trước cường thế, ngược lại trở lên càng tăng nhiệt độ hơn thuận rồi. Nhiều khi nhìn giống như người bình thường, nhưng càng như vậy như trước càng làm cho người ta một loại
loại cảm giác nguy hiểm. Lão đại, tử bỏ đi. Ta giải vẻ mặt nhăn nhó nhìn xem đường vô lân. Đường vô lân không còn gì để nói. Ngươi không phải là vẫn luôn luôn tưởng vượt qua ta sao? Chúng ta luận bàn thoáng một phát, yên tâm ta sẽ hạ thủ lưu tình. Đầu của Tạ Giải lúc này dao động còn giống bậc lang cổ như vậy. Không không, ta hiện tại có thể không có bất kỳ muốn vượt qua tính toán của ngươi. Kỳ tần trước kia ta cũng không có, là Nhạc Chính Vũ một mực cố ý như vậy. Không tin ngươi hỏi hắn đi. Bởi vì cái gì gọi là tử đạn hữu, bất tử bất đạo. Tạ Giải lúc này là tự mình chứng kiến trận kia bão táp. Hắn có thể không muốn cùng với Đường Phụ Lân cái này chân chính quái vật luận bán. Hứa Tiểu Ngôn lúc này ở bên cạnh che miệng cười khẽ, thực sự không đề cập tới Nhạc Chính Vũ nói tốt. Diệp Tinh Lan cùng với Nguyên Đơn Giáo Huy bây giờ còn đang cho mọi người hoàn thiện tam tự đấu khái. Dựa theo bây giờ tiến độ, tại bọn họ đều là đấu la đại lục thời điểm, sự lên khăng thất quái tam tự đấu khải lại có thể toàn bộ đều hoàn thành, để cho mọi người đều trở thành tam tự đấu khải sư rồi. Đường Phụ Lân gần nhất tổng kết đoạt được, thông hiểu đạo lý tự hỏi đã có rất lò ra được. Nhưng năng lực cũng lên thông qua chiến đấu mới có thể tốt hơn nghiệm chứng, cho nên mới tìm thứ Tạ Giải. Tạ Giải, người chết đi, ta lúc nào đã từng nói qua muốn vượt qua Việt đội trưởng đây, người có phải hay không là người? Đội trưởng ta vẫn là người trung thực ủng hộ, Tạ Giải ra hỏa này sau lưng, tổng nói xấu người, hung hăng đánh hắn đi, chúng ta sẽ vì người mà ủng hộ. Nhà chính phủ từ bên cạnh cửa khoang đi đến, nhìn thoáng qua cho mình thông phòng báo tin tức Hứa Tiểu Ngôn, mặt đầy vô cùng đau đớn bộ dáng. Đường Phụ Lân có một chân bật taxi nói, hai người các ngươi cùng đi được hay không đấy? Không được, hai người miệng lòng thành nói ra.